Chào anh em nhé. Vậy là chiến binh mất phân đã vào nhà của nó rồi nhá, nhà cũ của nó rồi. Mình đã nói chuyện với anh Phá Phá và được anh đồng ý bán lại cho mình chiếc lồng này rồi. Thì bây giờ mời anh em cùng xem chiến binh mất phân nhá. Một cái bước chạy rất quen thuộc ở như ở siêu cúp Thái Nguyên đúng không anh em? Một bước chạy rất là khủng khiếp. Mà khi vào cái lồng này thì anh em thấy thần thái khác so với cái lồng mới mình nhốt bữa giờ đúng không? Anh em nhìn nó chạy kìa. Cứ teo ra là nó cứ về nó chạy thôi anh em ạ. Và đây anh em nhé. Chiếc lồng này thì làm bằng trúc anh em ạ. Chiếc lồng này thì làm bằng trúc, nói chung là cũng rất là tỉ mỉ nhé. Anh em xem này, nó cũng rất là tỉ mỉ này. Và đặc biệt chiếc lồng này nó rất là nhẹ nhé. Mà cái quan trọng nhất trong bồ cầu, cái lồng này là cái bồ cầu này nó hợp với cái bước nhảy của con chim mất phân rồi. Và cái lồng này nó cũng đang duyên với con mất phân anh em ạ. Đó, cái quan trọng là cái đó thôi nhé. Đây là sau khi mình cho cái chiến binh mất phân này vào cái lồng cũ của nó nhé. Vậy là nguyên cái combo như lúc ở thi đấu ở Thái Nguyên thì đã có đây rồi anh em nhé. Và hy vọng nếu giờ đến 30 tháng 6 này mà không có rớt lông và phục hồi được là mình sẽ cho đi đánh giải của sở cúp bình quân ô tô nha anh em. Còn đây là cái lồng mình bữa giờ mình đang nhốt mất phân này. Đấy, cái lồng này thì tỷ giá rất nhiều so với cái lồng cũ của nó nhé, nhưng mà con chim nó hợp lồng thì mình phải giữ thôi anh em ạ. Đó, cái lồng anh em nhìn tia từ tù cho đến tia từ cái cầu đó, rất là đẹp nha. Còn bây giờ thì đi phơi mất phân nhé, cho phân nào kia nhé. Đây là kịch cảnh mất phân nha. Đó, anh em nhìn màu lân này rất là khủng khiếp. Mất phân thì mình đang cho ăn hạt sắc tố này. Đấy, phân tròn cũng rất là đẹp này, ăn đu đủ. Đó, nhưng mà phân cũng rất là đẹp nha. Đấy, ok anh em nha.